Trong tháng 10 này có một ngày vô cùng đặc biệt, đó chính là ngày tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam. Và ngày hôm nay, ban truyền thông FPT Group dành tặng một món quà thật đặc biệt và bất ngờ dành cho một nửa của thế giới của FPT Group từ hội đẹp trai của nhà F. Nhân ngày 20/10, ngày phụ nữ Việt Nam, thì mình xin chúc cho hội chị em ở trong FPT sẽ là một cái hình tượng phụ nữ trưởng thành mạnh mẽ, tự chủ, độc lập về cả đời sống cũng như tài chính và tinh thần, là mỗi người thành đạt, tỏa sáng trên con đường sự nghiệp và đứng trên vạn người để được ngắm nhìn một cách ngưỡng mộ. Chúc những người chị, người em, đồng nghiệp của tôi có một ngày 20 tháng 10 vui vẻ và hạnh phúc. Hãy luôn nở nụ cười tươi và gặp nhiều may mắn cho công việc cũng như cuộc sống chị em nhé. Chúc mừng ngày 20 tháng 10. Chúc các chị em trong công ty sẽ xinh tươi, mạnh khỏe, trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Mong rằng chúng ta luôn là những người đồng nghiệp hết lòng ủng hộ nhau, kề vai sát cánh vì FPT. FPT mãi đỉnh. Ngày 20 tháng 10 chúc các chị em trong công ty những món quà ý nghĩa và những lời chúc chân thành và muôn vàn lời thổ lộ chân tình. Chúc chị em đồng nghiệp nếu còn độc thân sau này sẽ tìm thấy người đàn ông của đời mình. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, tôi xin chúc các chị em đồng nghiệp của FPT mãi xinh đẹp, luôn giỏi việc nước, đảm việc nhà và hăng hái trong mọi cuộc chơi. Nhân ngày 20 tháng 10, xin chúc các chị em FPT luôn xinh đẹp, vui tươi, thân thiện, gần gũi và tràn đầy sức sống. Nhân ngày 20 tháng 10, tôi xin chúc các chị em trong công ty sẽ luôn giữ được nụ cười trên môi, yêu đời và tỏa sáng trong công việc của mình. Chúc mừng ngày của các bạn. Chúc chị em FPT luôn hạnh phúc, xinh đẹp, có thật nhiều chàng trai theo đuổi như cây bám đất, như tất bám chân, như răng bám lợi và như trời bám mây. Dạ, em là Trần Văn Thụy, em đại diện cho các anh em trong khối cửa hàng GoFood. Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các chị gái trong FPT Group ngày 20 tháng 10 luôn xinh đẹp, trẻ trung và thành công trong những dự định sắp tới của mình ạ.